nhiều lắm đấy. Vậy sau khi nhận được món quà này, tôi có thể mời một bạn nào đấy lên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được món quà không ạ? Nào có thể chia sẻ cảm xúc của mình ạ? Giao lưu và gặp gỡ rất là vui và ý nghĩa. Và món quà này thì em cảm thấy rất là, mặc dù chưa biết ý nghĩa là gì, nhưng mà em cảm thấy rất vui. Và thay mặt các bạn thì em xin cảm ơn các anh chị nhiều. Các bạn, khi trao món quà này cho các bạn, hội các bạn hiểu rằng các bạn là những mầm non, tức là tươi non và tràn đầy sức sống. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn có thể lớn lên để mạnh mẽ hơn nữa, để có thể tiếp bước anh chị và truyền ngọn lửa này đến cho thế hệ sau. Rất mong các bạn trân trọng một khoảnh nhỏ này. Mỗi các bạn tình nguyện viên và mỗi cộng tác viên đều là một mảnh ghép. Và khi những mảnh ghép đó được ghép lại với nhau, chúng ta sẽ tạo nên bức tranh sinh viên tình nguyện, bức tranh ngôi nhà CV tinh ngô. Nhà là nơi chúng ta lớn lên và trưởng thành. Nhà là nơi chia tắm trên đường vui, trên đường buồn, trên giận buồn, trên niềm thương nhớ. Cho thất bại, thành công, chưa tự hào. Và nhà còn là nơi đang chia sẻ những điều nhiều hơn thế. Nhà là nơi chúng ta chia ngọt sẻ buồn, nơi có những tiếng cười, nơi có hạnh phúc. Và là nơi mà trái tim tôi luôn tìm về. Sau đây xin mời Điệu Lạc Ngốn. Thank you.
Vâng, xin các bạn cho một tràng pháo tay nào. Xin chào tất cả các bạn. Ở đây thì chắc là các bạn cũng đã gặp mình một vài lần rồi. Chắc không phải tự giới thiệu lại đúng không ạ? Có. Thực ra thì khi mà mình vào đội thì ngày đấy đội mới được thành lập và đến nay là gắn bó với đội hơn 3 năm, 4 năm, 3 năm, 4 năm. Mình đã từng trong cương vị là người tổ chức chương trình chào cộng tác viên cho những bạn cộng tác viên mà sau và đến hôm nay là người tham dự mà các bạn hay nói humor và mời bố lão về ấy. Thì nói chung là cảm xúc thì nó cũng có rất là nhiều. Tại vì khi mà tôi nhìn thấy cái chương trình này của các bạn tổ chức ấy, thì tôi nhớ đến những cái ngày mà tôi làm chương trình, những cái ngày mà phải đi tập luyện văn nghệ rồi là khớp chương trình chạy lên chạy xuống đông đáo, nó rất là vất vả. Nhưng mà đấy là những cái ngày mà tôi được làm việc, được sống với cái đam mê của mình và cảm thấy mình cuộc sống mình có ý nghĩa. Thêm nữa là tôi tìm thấy một cái niềm yêu thích khác trong cái quãng đời sinh viên của mình. Và hôm nay thì thực sự là có nhiều đoạn mình cảm động cực kỳ. Tại vì là ngay từ lúc đầu mà đến đây thì thực ra là hội vô lão chỉ có mình tôi. Ngồi mình ở trên cái hàng ghế này đấy thì thực sự là lúc đầu tôi cảm thấy ngại quá. Nhưng mà sau đấy thì cái chương trình nó cuốn hút mình và mình cảm thấy là thực ra thì mình vẫn chưa tốt nghiệp, mình chưa ra khỏi trường mà mình vẫn đang còn trong trường, vẫn đang còn trong đội và được sống lại những cái cảm giác. Phải nói là những cái gì nó thuộc về ký ức. Và hôm nay nhìn thấy rất nhiều những bạn cộng tác viên mới ngồi đây thì tôi cảm thấy rất là vui mừng. Bởi vì là chúng tôi là những cái thế hệ đi trước và thực sự là đến hôm nay thì chúng tôi đã không còn nhiều điều kiện để có thể tham gia sinh hoạt cũng như là hoạt động cùng với đội nữa. Và các bạn chính là cái tương lai mà chúng tôi muốn gửi gắm về cái lửa tình nguyện. Có một cái câu mà chắc hẳn là tất cả những ai đã tham gia tình nguyện trong đội mình rồi thì không thể nào mà quên được. Tôi có thể hỏi các bạn tình nguyện viên áo xanh ở đây là cái câu làm nên thương hiệu của chúng ta là câu gì không? Áo xanh có thể không? Nếu như mà các bạn biết thì các bạn có thể đồng thanh hô để cho tất cả các bạn cùng tham gia được. Và rất là vui khi được gặp tất cả mọi người đây và cũng được
tác viên hôm nay là mình cũng như là tất cả các bạn cộng tác viên ở đây thì chắc chắn là thấy rất là bất ngờ và cảm động. Thì mình rất vui khi được gia nhập mà gia đình CVVU của Học viện Quản lý Giáo dục nhà mình ạ. Xin phép ạ. Chúng ta sẽ có đây là chia sẻ của bạn dành cho các bạn cộng tác viên. Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình cổ vũ cho mình ạ. Mình là Hoàng Giang Mê Lì nhất của năm. Em xin được thay mặt toàn bộ đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục xin được cảm ơn lời góp ý và lời chia sẻ chân thành nhất của chị Nguyễn Thị Hồng Thúy được xem là vị cò ạ. Và cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Hạnh, bạn rất là dễ thương. Bạn nên nghe nói là tôi thuộc hết là cảm xúc. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hôm nay tất cả các bạn cộng tác viên tình nguyện viên có cảm thấy vui vẻ không ạ? Vỗ tay là không, vỗ thật to thôi ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bế mạc chương trình, kết thúc chương trình ngày hôm nay thì các bạn hãy nắm tay nhau, khoác vai nhau và cùng chúng tôi hát lên bài ca Dòng Thời Gian nhé. Rồi, kỹ thuật cho anh xin Dòng Thời Gian nào. Tâm lý với các bạn một chút là ở phía bên này của đội, các chị có chuẩn bị cho các bạn khung hình để các bạn có thể chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Và ở phía bên này các bạn có thể cầm một cái bút dạ lên và viết tên, để lại tên trên bóng. Yeah.
giờ cánh lá xanh.